Em đang học cấp 4 đấy chứ, tại nó đẩy em. Mấy em đem hết phòng gì rồi, tí. Mình kiếm 4 giấc của nhà tám được. Mình thấy cái này. Chà, ông bảo tôi xin ông ấy. Bố Lên bại ông trong luôn luôn. đấy. Ông sóc ông sóc ông sóc phải có tí đạo đức chứ. Ông sóc là xong hơn lít dân rồi đâu ra. Vẫn đã đời nha. Nhà vẫn rất đẹp nhưng mà nói chung là bị ốp thì sao chịu được 1 vs 2. Có quân rồi, quân ở ngoài hết. Nhà anh chúng nó đâu vào được trong đó. Mùa vô Đây. tình. Nghe quen quen. À, rút đi rút lại. Không phải là cái kiểu mà không giải thích được, thánh kiểu không giải thích được. Quen có thể là do chơi cùng nhiều thì quen thôi, nhìn mặt quen. Đấy, Baby. nhà nhà cửa đẹp nhưng mà nghèo, tên muộn yếu bị Ui, bên ôm kia tuyển thế. Ba IC. Giặc lõng quá. Anh ba cùng mày chém đây. Thì để em dâng lờ BB. Đấy, tự lo nhỉ. Đấy, Bên sao kia mà chơi pan đây gift full đấy, không đùa đâu. hôm qua ban thơ mà cả Phật. Bên mình có Phúc Đạt em ơi. Quá Ok chưa? ok gì Wow, em chỉ mới Anh nói thế pan. để tránh phải giải thích nhiều. Ra cao nhé. Pro một cũng em thấy nhiều thằng không khỏe mà.
Tất nhiên là cũng có người này người kia, nhưng mà trình độ sàn của nó là nó cũng ấy. Ví dụ như là bình thường bọn anh đánh với anh Sáng là cũng sàn nó thẳng ra là khó mà vào cái mâm đấy được. Có anh Sáng thì hơi khoai thôi, chứ cầm anh sao, cầm này đánh sao. Bên này em thấy đánh còn ấy đó, bên Ego thấy bọn gà không. Ego thì gà. Úi giời ơi, đúng rồi, ép mình lên 4 rồi, 3-4 voi này. Ui, 4 voi rồi. Ok anh ơi. Nhiều khi anh em muốn cứu nhưng mà nó không cứu được. Tự mình cứu lấy mình thôi. Lại đánh trâu vậy. Dân quân đều. Nhà ui rồi hai quả phụ 4 voi. Đều ad nhầm đôi. Để lâu lắm mới gặp cái bài nó khỏe như này. Dây đánh với Phúc Đạt thì nó sẽ ấy. Em đã nghe câu đã đánh hay còn bài đẹp chưa? Nhiều khi anh với bá gặp những thằng kiểu nó hơi súc vật một tí. Kiểu không phải là nó quá khỏe nhưng mà đúng là kiểu nó đen kiểu những cửa gỡ gì. Anh kiểu thấy khó chịu lắm. Ở đấy là kiểu là nó chỉ hơi khỏe thôi nha. Nó vào cái dây bài không có cái cửa gì để đánh. Anh vào đây nha. Bây giờ nói ra thì bảo là mình đổ tại hoàn cảnh nhưng mà nó kiểu đéo rồi, khó giải thích ạ. Ai lên đời cho em xin trăm gỗ nào.
Tôi xây xong nhà em. Thế thôi, xong nhà tôi không phải bắn rồi đâu, xong nhà em đủ rồi. Chửi em, anh mới nói thế em đã dỗi, không thèm nhận nữa. nhìn hai thực mấy cái đời này, à mấy cái đời. Đấy là do em cân đồ không tốt. Nhiều đồ ăn quá. Đấy, câu voi quá. Đây là một bài học. Còn thừa bài hưu 6 với lại bài quá này. Game thủ top ấy nó cũng chả cần phải lên đời nhiều đồ đâu, nhưng mà nó cứ lên đời xong nó quay được thật là nhiều ruộng, là lực nó cứ đều đều, nó khỏe như vậy. Bây giờ mình sau làm sao bọn nó đây anh ơi. Bây giờ các bạn là lên đời còn thừa 600-700 thịt nghe thì rất là ghê, thực ra lại không phải là khỏe đâu. Ai lấy thực không? Em cho ít này. Ôi. Mình không ai đọc bài. Giờ cho thì cái đâu anh ơi. Bắt phải lấy. Bịt luôn. Oh.